Hồ Quang Hiếu bất ngờ nhập viện giữa đại dịch corona khiến fan lo lắng. Chia sẻ hình ảnh nằm trong bệnh viện, Hồ Quang Hiếu khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Trên trang cá nhân nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu khiến người hâm mộ lo lắng khi chia sẻ hình ảnh đang truyền nước trong bệnh viện. Theo đó, nam ca sĩ bị ngộ độc thực phẩm vì ăn phải quá nhiều nhân sâm. Hơn nữa vì đường ruột khá yếu nên anh phải nhập viện để điều trị. Nhân sâm rất tốt cho sức khỏe, nhưng ăn nhiều quả cũng không tốt mọi người nhé. Nhất là khi đường ruột bị yếu như mình, kinh nghiệm lâu năm lần sau không ăn sâm nhiều nữa, anh viết trên trang cá nhân. Dù chưa biết tình hình hiện tại của Hồ Quang Hiếu như thế nào, nhưng người hâm mộ hy vọng anh sẽ mau chóng bình phục để có thể xuất viện trong vài ngày tới những ngày qua dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra đang có diễn biến phức tạp vì vậy không ít người hâm mộ không quên dặn dò nam ca sĩ nên đề cao tinh thần cảnh giác đeo khẩu trang cẩn thận để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh